Tổ chức Global Firepower mới đây đã công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2023. Bảng xếp hạng này thì đánh giá sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới. Vậy đâu là những đội quân hàng đầu của khu vực Trung Đông? Sputnik của Nga đã đưa ra một bài phân tích về vị thế của các cường quốc quân sự tại khu vực Trung Đông, và bài viết này được Dân Trí dịch lại. Ở trong top 5 thì ở vị trí thứ 5 chúng ta có Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng này và xếp thứ 22 toàn cầu. Năm 2023, ngân sách quốc phòng của nước này là siêu lớn, 69,1 tỷ đô la Mỹ. Ả Rập Xê Út luôn nằm trong danh sách 10 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất trên thế giới. Quân đội Ả Rập Xê Út thì có 259.000 quân thường trực, trong đó lục quân gồm có 75.000 người, hải quân 40.500 người, không quân 25.000 người, còn lại là lực lượng tên lửa chiến lược và phòng không. Ả Rập Xê Út thì chủ yếu nhập khẩu thiết bị quân sự từ Mỹ, chiếm khoảng gần 80%, tiếp đến là từ Pháp và Tây Ban Nha. Những vũ khí thiết bị này gồm có xe tăng Abrams, xe chiến đấu Bradley, trực thăng tấn công Apache và hệ thống phòng không Patriot. Ả Rập Xê Út bắt đầu nổi lên trong chiến tranh vùng vịnh 1991 với tư cách là một phần của liên quân do Mỹ lãnh đạo và tham gia, và chiến dịch ở vùng cấm bay của Iraq trong suốt những năm 1990. Ả Rập Xê Út được biết đến với tư cách là một đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Trung Đông, và đây cũng là một trong những quốc gia đang kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Quân đội mạnh thứ tư tại Trung Đông đó là Ai Cập. Ai Cập thì có chung đường biên giới với dải Gaza và cũng là một trong những quốc gia có quân đội mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông. Sức mạnh của quân đội Ai Cập xếp thứ 14 trong số 145 quốc gia trong bảng xếp hạng của Global Firepower và xếp thứ 4 Trung Đông. Quân đội Ai Cập có 438.500 xuất các loại máy bay không người lái như UAV trinh sát và UAV tấn công Bayraktar, cho đến tàu chiến, tên lửa hành trình nội địa, trực thăng và xe tăng chiến đấu chủ lực Anlay, một phiên bản cải tiến từ phiên bản cũ của Hàn Quốc. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tiếp cận một số căn cứ quân sự ở nước ngoài, bao gồm ở Albania, ở Azerbaijan, ở Bosnia, Iraq, Kosovo, Libya, Qatar, Somalia và Syria. Quốc gia có lực lượng quân sự hùng hậu thứ hai tại Trung Đông đó là Iran, một cường quốc quân sự với quân đội thường trực gồm 350.000 lính. Ngoài ra, họ sở hữu 230.000 quân tinh nhuệ của vệ binh cách mạng Hồi giáo. Iran cũng có ít nhất là 350.000 quân dự bị để huy động trong trường hợp khẩn cấp. Nước này có ngân sách quân sự tương đương khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Giống Israel, Iran cũng trải qua các cuộc xung đột và tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu quan trọng như chiến tranh Iran-Iraq bắt đầu từ những năm 1980. Hai nước cuối cùng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình. Có tới 600.000 quân Iran và 500.000 quân Iraq thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Iran cũng được cho là có ngành công nghiệp quân sự nội địa phức tạp nhất ở Trung Đông. Họ sản xuất một loạt máy bay không người lái trinh sát, tấn công và cảm tử trong nước, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, các hệ thống phòng không và tên lửa tiên tiến như Bava, 373, Khodad cùng các hệ thống radar và tác chiến điện tử. Vị trí địa lý và mạng lưới liên minh mang lại cho Tehran nhiều tiềm năng để tăng cường sức mạnh quân sự tổng thể của họ. Quan hệ đối tác an ninh với Syria và lực lượng Hezbollah của Liban cho phép Iran triển khai sức mạnh đến bờ biển Địa Trung Hải, và khả năng độc nhất của Tehran trong việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng giúp vận chuyển khoảng 30% tổng lượng dầu của thế giới. Trong trường hợp quan hệ giữa Israel và Mỹ trở nên căng thẳng, Iran có thể sử dụng hệ thống phòng thủ bờ biển và các tên lửa khác để nhắm vào các tàu hàng hóa thương mại của đồng minh Mỹ ở vùng vịnh, gây ra một số cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và đất nước được đánh giá có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất tại khu vực Trung Đông chính là Israel. Lực lượng phòng vệ Israel được coi là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất ở Trung Đông kể từ khi đất nước này được thành lập vào năm 1948. Kể từ thời điểm đó, Israel đã trải qua hơn chục cuộc chiến tranh lớn, bắt đầu từ chiến tranh Ả Rập-Israel lần thứ nhất vào năm 1948-1949. Trong thời gian còn lại của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Israel đã chứng tỏ khả năng của mình khi tham gia cả các hoạt động tấn công và phòng thủ mà không một cường quốc nào khác trong khu vực có thể so sánh được. Những xung đột này chứng minh cho các nước láng giềng thấy rằng quân đội Israel không thể bị đánh bại trong một cuộc chiến tranh trên bộ thông thường hoặc thông qua chiến tranh cường độ thấp do dân quân Palestine vốn được trang bị kém tiến hành, hoặc bất kỳ một phiến quân nào nổi loạn và tiến hành. Tuy nhiên, lý thuyết chiến tranh của đầu thế kỷ 21 sẽ chứng minh rằng bất chấp những lợi thế của họ về tiền bạc, vũ khí và công nghệ, quân đội Israel vẫn không phải là một lực lượng chiến đấu bất khả chiến bại, vẫn có những ví dụ cụ thể. Điều này được thể hiện rõ trong chiến tranh Liban vào năm 2006. Không giấu hầu hết những cuộc xung đột trước đây, Israel đã không thể giành được chiến thắng một cách nhanh chóng. Trên thực tế, trong hơn một tháng giao tranh, quân đội Israel đã mất 121 binh sĩ và 1.244 người bị thương, trong đó hơn 20 xe tăng Merkava bị phá hủy và hàng chục chiếc khác bị hư hại. Tuy nhiên, Israel đã không thể tiêu diệt hoặc làm suy yếu lực lượng Hezbollah ở Liban vốn đông hơn, và cuộc chiến kết thúc bằng lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian. Lịch sử dường như lại đang lặp lại trong cuộc chiến tại Gaza, với việc quân đội Israel đã thành công san bằng phần lớn các thành phố của khu vực này thông qua các cuộc không kích, pháo kích, song họ lại gặp phải trở ngại khi tiến vào khu vực do Hamas nắm giữ, khiến ít nhất là hơn 300 binh sĩ thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 của năm 2023 cho đến đầu năm 2024. Trong khi đó, Hamas tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa khoảng 136 phương tiện quân sự của Israel. Ước tính tổng quân số của Israel là khoảng 169.500 quân tại ngũ và 465.000 quân dự bị. Ngân sách quân sự của Israel là 23,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, bao gồm có 3,18 tỷ đô la Mỹ nhận viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ. Quân đội Israel có 3 nhánh quân gồm có lục quân, không quân và hải quân và 4 bộ chỉ huy riêng biệt. Israel có một trong những tổ hợp công nghiệp quân sự lớn nhất, đa dạng nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới. Nước này sản xuất một loạt loại máy bay nội địa và máy bay chuyển đổi, máy bay không người lái, tên lửa, radar, hệ thống tác chiến điện tử và thậm chí cả vệ tinh. Các loại vũ khí chủ yếu trong nước bao gồm hệ thống phòng không vòm sắt, tên lửa Arrow và loạt tên lửa có khả năng hạt nhân Jezero. Các loại vũ khí nhỏ sản xuất trong nước như súng lục Desert Eagle, súng máy hạng nhẹ Negev và súng tiểu liên Uzi cũng như xe tăng Merkava. Với sự hỗ trợ tài chính của Mỹ và hỗ trợ công nghệ từ Mỹ, Israel có thể mua các hệ thống vũ khí mới nhất và tốt nhất, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên nhận được máy bay chiến đấu F-35 mà Israel đã cải biến rất nhiều để trang bị hệ thống điện tử hàng không nội địa và có khả năng thả tên lửa cũng như bom do Israel sản xuất. Ngoài ra, Israel là một quốc gia được cho là có vũ khí hạt nhân. Ước tính Israel sở hữu tới 80 vũ khí hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Các nhà phân tích an ninh Mỹ và Israel gọi chiến lược hạt nhân của Israel là lựa chọn Samson. Chiến lược này giả định rằng Israel sẽ phóng vũ khí hạt nhân vào kẻ thù như là một hành động trả đũa cuối cùng trong tuyệt vọng nếu quân đội của họ bị áp đảo. Khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Israel khiến nước này được cho là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.